Cho bạn rất là tình cỡ nội dung của video hôm nay có thể đào sâu hơn về vấn đề của video tuần trước à, cụ thể là chúng ta nên làm thế nào để thích ứng với xã hội tơ bản. Có một hội viên hy vọng mình nói về cuốn sách làm việc chủ nhà tiêu dụng và nghề nghèo mấy của nhà xã hội học Dinh Mân Bồ Mân. Cuốn sách này chính là trình bày rằng trong xã hội tơ bản của bây giờ chủ nhà tiêu dụng đã trở thành một phân tiện làm người ta tự nguyện cố gắng làm việc và làm người ta thấy nghề nhạo là không đáng thông cảm đó là một trạng thái tha hóa. Dinh Mên Bao là một người do thái được sinh ra ở Ba Lan, cũng từng có tham gia hùng quân, vốn là một hộ giả rất nổi tiếng ở Ba Lan, nhưng đến những năm 1960, có di dân ra khỏi Ba Lan. Cuối cùng làm thầy giáo và tình cơ ở nơi anh, ông ấy chính là một trong những tổ sư của chủ nhà hồ hiện tại, kiểu chủ nhà mạc cụ thể là dự diễn lý thuyết của các mạng để phê phán nhiều thứ của xã hội tư bản, nhưng không có kế hoạch thay thế thể chế sáng gó cái mà gọi là chủ nhà hồ hiện đại nơi nông na là à, chỉ các loại ý tưởng à, mà thiếu niềm tin với chủ nhà hiện đại à, cái mà gọi là chủ nhà hiện đại người nói nông na là à, có niềm tin rằng xã hội nhân loại sẽ càng ngày càng tiến bộ và bình đẳng à, nếu muốn phân biệt một cái rõ ràng rất khoát à, chủ nhà hiện đại là có niềm tin vào lực lượng của lý tính công nghệ chủ nhà hồ hiện đại thì thiếu niềm tin và cái mà gọi là xã hội tư bản là chỉ một xã hội trong đó nhà tư bản là giống người có thể lực nhiều nhất và đa số người phải lao động cho nhà tư bản theo tác giả bao minh. ngày xưa nhà tư bản hay là những người có quyền lợi trong xã hội họ là sử dụng đạo đức nhẹ nghiệp kỷ luật người ta để người ta có ý thức rằng một người không nói là lao động và từng lợi nâng cao sức sản xuất là một người lấy biến sự lấy biến là một chuyện đáng xấu hổ, chính là vì có nhiều người có ý thức nỗ lực lao động, xã hội tư bản mới được phát triển và duy trì. Tại vì nếu đa số người đều muốn có một cuộc sống dễ dàng, chỉ muốn ở lại nông thông, trồng trọt, lương thờ đủ cho sống sót thì được rồi, thì nhà tư bản sẽ không đủ sức lao động cho phát triển sản nghiệp và tích lũy tư bản. Nói đơn giản là, xã hội bạn tư bản phải tiêu hao sức lao động của người ta để duy trì và phát triển ngày xưa kết làm như vậy có hiệu quả trong xã hội phân tách à, nhưng mà à, làm lâu rồi à, cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ rằng tại sao tao sinh ra thì phải làm công nhân à, và nỗ lực lao động cho nhà tư bản tao lao động rồi cũng có sẵn tao tài phú cho nhà tư bản tại sao nhà tư bản không chia sẻ một chút cho tao vì vậy quan hệ lao động bị coi là quan hệ bất lợi à, kỷ luật người ta nỗ lực lao động à, bị coi là một hành vi bất lợi vì vậy chủ nghĩa xã hội xuất hiện sau đó có phong trào công nhân à, thậm chí kết mạng bạo lực và bảo bây giờ, xã hội tất bản đã không phải duy trì thông qua việc truyền tả ý thức là lao động là mỹ mà là ý thức tiêu dụng là được rồi. Theo báo mừng, bây giờ sau hội bản là truyền tả một ý thức cho rằng sự tiêu dụng không chỉ đơn thuần là một sự thỏa mãn nhu cầu, mà là một chuyện thực hiện được rồi. Trong đó, một sản phẩm được định nghĩa thành một loại trọng. Một ngày có năng lực tiêu dụng cho nhiều sản phẩm thì có nghĩa là có năng lực làm nhiều loại trọng. Một ngày có nhiều lựa chọn thì có nghĩa là có không gian tự do lớn. Một ngày không thể lựa chọn nhiều thì có nghĩa là có không gian tự do nhỏ. Đó chính là logic cơ bản của chủ nhà tiêu dùng. Đó có thể kích thích người ta vì muốn chứng minh mình là một người có tự do cho nên muốn tiêu dùng cho nhiều thứ. Vì vậy, tự nguyện nỗ lực lao động để kiếm tiền nhiều, để có năng lực tiêu dùng nhiều. Không chỉ là vậy, cũng có thể tạo nên một ấn tượng cho rằng đối với một giai cấp hay một giống người nào đó, có một số sản phẩm là mỗi thành viên đều nên sử dụng và có năng lực tiêu dùng. ví dụ tất cả người trung lưu đều phải và có năng lực tiêu dùng cho xe hơi, không tiêu dùng được thì không xứng đáng tự quay mình là người trung lưu. hay là tất cả người giàu có đều phải và có năng lực tiêu dùng cho căn nhà lớn, không tiêu dùng được thì không xứng đáng tự quay mình là người giàu có. và đó dẫn đến một ý tưởng rất đáng sợ, có một số sản phẩm là dù làm việc với mức lượng tối thiểu cũng sẽ có năng lực tiêu dùng được. Nếu một ngày không tiêu dùng được thì chỉ có thể là vì người đó quá lấy biến hay bản thân mình có vấn đề khắc thật. Và đó chính là một tình nhớ cho người nghèo mới. Người nghèo bình thường là chỉ những người không có nhiều tiền. Còn người nghèo mới là chỉ những người không có tiêu dùng những sản phẩm mà đa số người đều tiêu dùng được. Ví dụ điện thoại di động, xe máy hay thuê một căn phòng. Họ bị phân loại thành một giống người giống nhau một cách chung chung. Nói chung là không có cách sống bình thường như đa số người trong xã hội không có điện thoại, không có xe máy, thuê can phục cũng không được, phải lăng thăng trên đường hay là không có công việc bình thường là giống kẻ khác, người ta sẽ tránh né họ, không quan tâm họ, sợ bị họ liên lụy, họ hình như đã bị trục xuất khỏi xã hội. Tuy trên thực tế, có nhiều người là có lý do đáng thương và bất đắc dĩ. Ví dụ một người nghiên ma túi và một phụ nữ bị người chồng bỏ rơi, đều không có năng lực tiêu dùng cho sản phẩm thông dụng. Người nghiên ma túi là không đáng thông cảm lắm, phụ nữ bị bỏ rơi thì đáng thông cảm, nhưng người ta coi họ là thuộc về nghề nghèo mấy ruộng nhau, không muốn quan tâm cả hai.